Bé lên luôn con, ba bé. Anh lại đứng rồi, anh đứng với ông kia, còn anh cạo lên đầu ông ấy. Rồi, thế là cho mời chồng các tay hoa rồi những cái gia đình đặc biệt này hôm nay. Con tên gì? Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nan, con ở giáo xứ Xuân Dục, Sáu Vận, Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ. Rồi, đây là một người mẹ mà được ơn. Mấy anh chị em thính lặng, thính lặng, thính lặng. Nghe, nghe, nghe. Nghe, thính lặng, nghe lời chứng thứ nhất. Thưa cha, ơn thứ nhất của con là con hiếm muộn gần 2 năm. Con chữa chạy ở khắp nơi mà không được. Lúc đấy con biết đến lòng thương xót Chúa. Con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con đã có bé được 10 tháng rồi. Đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn 2 năm đã đến đây đặt tay cầu nguyện và bây giờ đã có bé được mấy tháng? 10 tháng ạ. 10 tháng, tên bé là gì? Tên của bé là Maria Trần Thị Hải Yến ạ. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng đến cầu nguyện để vợ chồng con Chúa ban cho có được đứa bé sau khi bị hiếm muộn tới 2 năm? Con nghe chị con giới thiệu mà thấy chị của chị con vào đây xin cha đặt tay và cầu nguyện và chị con về là có bầu luôn ạ. Chị con cũng hiếm muộn. Vâng. Chị của chị con. Mấy năm? Vâng, chị của chị 3 năm hiếm muộn có đứa con. Bây giờ về nói cho cô ấy và cô ấy 2 năm, cô ấy đến đây và cũng đã có con. Đó là ơn thứ nhất. Thưa cha, ơn thứ hai của con là khi con của con được 7 tháng, bác sĩ ở Hải Hậu chuẩn đoán là con của con bị bệnh tim bẩm sinh, 90% là phải mổ, cần phải chuyển lên Hà Nội mổ. Khi mà chuyển lên Hà Nội mổ thì lúc đang ở trên bàn mổ thì con sợ quá, con nhắn tin, lúc ấy con chỉ biết trông cậy vào Chúa rồi con nhắn tin cho cha và cầu nguyện cho con. Và lúc của con ra thì con của con chỉ mổ nhẹ, phẫu thuật nhẹ thôi, không phải bị mổ nặng. Nuôi con. Và bây giờ bé mạnh khỏe đang bế trước mặt con đây. Vâng, bây giờ bé mạnh khỏe rồi ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là đứa con của lòng thương xót Chúa. Đây. Rồi, đây cha gửi tặng cho con thích cái gì? Dạ, con thích nghe đài ạ. Vâng, thích nghe đài, cho cha cái đài để cha gửi tặng cho người anh em. Đây, con. Đây là cái đài và tấm ảnh lòng thương xót. Vì sao con cầm? Sao con cầm được? Cầm được không? Cầm được, đây, cái đài và tấm ảnh lòng thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được ơn gì của Chúa?